Thu Minh, nữ hoàng sân khấu trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Tối 13 tháng 5 năm 2022, đêm nhạc The Comeback của Thu Minh đã chính thức diễn ra tại một không gian vô cùng sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đêm nhạc đặc biệt đánh dấu sự trở lại của Thu Minh tại V-pop sau hơn 2 năm yên ắng để tận hưởng cuộc sống và chăm lo gia đình. Để chuẩn bị cho đêm nhạc tái xuất, Thu Minh đã dành khá nhiều thời gian tập luyện với ban nhạc. Đặc biệt sự có mặt của phù thủy âm nhạc Hoài Sa với những bản phối đỉnh cao đã góp phần đưa Thu Minh thăng hoa trong đêm nhạc. Xuất hiện trên sân khấu đêm nhạc, Thu Minh không giấu được xúc động khi nhìn thấy những hàng ghế khán giả được lấp đầy. Sau vài dòng tâm sự, Thu Minh khiến khán giả rùng mình khi tuyên bố "I miss you, I love you, I'm back". Mình rất nhớ mọi người, Thu Minh trở lại nhé. Thu Minh đã mang đến đêm nhạc The Comeback những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình. Bố cục đêm nhạc được phân chia khá rõ ràng theo từng giai đoạn âm nhạc của Thu Minh. Mở màn, nữ ca sĩ mang đến những bản hit ballad đời đầu như "Ánh sáng đời tôi", "Nhớ anh", "Yêu mình anh", "Đừng yêu". Thu Minh khéo léo khi mashup những ca khúc trở thành một sân khấu mở màn đầy máu lửa. Mặc dù trước đó Thu Minh cho biết mình sẽ hát nhỏ cho bé gấu ngủ vì phòng con trai khá gần sân khấu, nhưng trước sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, giọng ca đường cong chỉ biết liên tục xin lỗi bé gấu để bung xõa. Trước đó, đoạn clip Thu Minh hát nhẹ nhàng cho bé gấu ngủ cũng trở thành một trend khá hot trên TikTok vì nữ ca sĩ nói một đằng nhưng khi hát thì quên mất chuyện bé gấu có đang ngủ hay không. Và có vẻ chuyện tương tự đã xảy ra ngay trong sân khấu đêm qua, khi càng về khuya Thu Minh càng bùng cháy dữ dội ở nỗ lực giọng hát. Tiếp đến, Thu Minh khiến khán giả không thể ngồi yên với những bản hit đình đám như "Bóng mây qua thềm", "Đường cong", "I'm a diva". Những ca khúc nhạc dance được nhạc sĩ Hoài Sa khoác lên bản phối mới mang đậm chất trình diễn, giúp Thu Minh khoe trọn vẹn những nốt cao căng đét thương hiệu. Lần lượt những ca khúc nhạc ngoại bất hủ được Thu Minh tái hiện trên sân khấu như "Hero" của Mariah Carey, "I Will Always Love You" của Whitney Houston, "Never Enough" của Lauren Allred, "All By Myself" của Celine Dion. Đặc biệt, những giọt nước mắt của Thu Minh đã rơi sau khi hát "I Will Always Love You" vì những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngừng của khán giả. Giọt nước mắt xúc động của Thu Minh sau khi được quay về với sân khấu âm nhạc sau 2 năm bị kẹt tại Singapore vì dịch. Nữ ca sĩ cũng mạnh dạn làm mới một số ca khúc như "Giọt mưa thu", "Chuông gió", "Bay", "60 năm cuộc đời". Thu Minh cho biết đã hát tốt với những bản phối này, nữ ca sĩ phải liên tục đối diện nỗi sợ hãi trước nhạc sĩ Hoài Sa. Thu Minh cho biết không hiếm những lần bị nhạc sĩ Hoài Sa mắng nhiếc để có thể kiểm soát được tốt nhất những bản phối đầy cam go. Trong lần trở lại này, Thu Minh thừa nhận bản thân hiền đi khá nhiều. Khoảng thời gian sống chậm lại vì dịch Covid-19, Thu Minh từng có thời điểm không hát trong suốt 8 tháng trời. Đối với Thu Minh, một người ca sĩ chỉ thật sự thăng hoa trong giọng hát khi có sân khấu, có khán giả lắng nghe. Đó cũng chính là lý do Thu Minh chọn một đêm nhạc để mở màn cho sự trở lại của mình. Thu Minh đã thay đổi khá nhiều. Khán giả hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi của Thu Minh trong đêm nhạc lần này. Nữ ca sĩ tiết chế hơn, tình cảm hơn và quan trọng hơn là khiến người nghe cảm nhận được một giọng hát đầy đam mê dành cho người hâm mộ. Kết thúc đêm nhạc, nhiều khán giả không cho Thu Minh về mà yêu cầu nữ ca sĩ hát thêm, hát lại từ đầu đến cuối. Trước sự dồn dập của người hâm mộ, Thu Minh đành dùng chiêu bài năn nỉ khán giả đi về và hứa hẹn sẽ bù đắp bằng một đêm nhạc khác. Đêm nhạc The Comeback là dự án mở màn cho chuỗi hoạt động của Thu Minh trong lần trở lại này. Với những phản hồi tốt từ khán giả có mặt theo dõi, chắc chắn đây sẽ là động lực để Thu Minh bùng nổ hơn trong loạt dự án của năm 2022. Những điều chưa biết về Thu Minh. Thu Minh sinh năm 1977 tại Hà Nội. Sinh ra ở Hà Nội nhưng gia đình ca sĩ Thu Minh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống khi cô 5 tuổi. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng cô đã sớm tham gia sinh hoạt ở nhà thiếu nhi quận 5 học múa ballet. Tuy nhiên sau khi đạt giải tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Thu Minh lại chọn con đường hoạt động nghệ thuật khá trầm lắng. Dẫu sở hữu giọng hát trời cho cùng thanh nhạc điêu luyện, Thu Minh không lựa chọn phát hành CD như bao ca sĩ cùng thời. Cô âm thầm nhận show tại phòng trà, vũ trường để trang trải cuộc sống gia đình. Không chạy theo trào lưu thị trường, Thu Minh luôn nuôi dưỡng đam mê và học hỏi không ngừng. Trong những thập niên 90, nữ ca sĩ thường xuyên hát những bài nhạc đỏ, nhạc tiền chiến và nhạc nhẹ truyền thống. Thuộc hàng ca sĩ gạo cội, xuất phát điểm từ những năm thập niên 90 khi khái niệm về những sản phẩm âm nhạc vô cùng khắt khe,
Thu Minh xuất hiện như một ca sĩ nổi trội với giọng ca thiên phú. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc hàn lâm đậm chất nghệ thuật bị thay thế bởi thị trường âm nhạc theo trào lưu. Chính vì thế, người nghệ sĩ đành ngậm ngùi tiếc nuối cho một thời đã qua. Dù thế, đồng nghiệp, đàn em và khán giả luôn nghiêng mình trước giọng hát khủng đầy nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của nữ hoàng nhạc dance. Lùi sau ánh đèn sân khấu, nhưng Thu Minh vẫn giữ nhiệt huyết và trở thành người thầy đáng kính cho bao thế hệ ca sĩ tài năng mới. Người thầy đáng kính mát tay Thu Minh. Sau những năm tháng vàng son của tuổi trẻ, Thu Minh không còn rầm rộ hoạt động ca hát, nhưng vẫn hết mình cống hiến cho nghệ thuật bằng cách trở thành người lái đò, đưa hàng loạt nghệ sĩ trẻ sang bờ thành công. Thuộc một trong những ca sĩ uy tín trong nghề, không khó hiểu khi Thu Minh được chọn mặt gửi vàng ngồi lên chiếc ghế nóng trong giọng hát Việt năm 2012. Thử thách cùng bước nhảy, thần tượng âm nhạc. Với những kinh nghiệm hoạt động hơn 20 năm, Thu Minh luôn chọn được những thí sinh có thực lực, đầy triển vọng. Nhờ vào khả năng chuyên môn tốt, hết lòng truyền đạt cho đàn em, nên đa số các học trò của cô đều gặt hái được nhiều thành công như Trúc Nhân, Hương Tràm, Trọng Hiếu. Một số thông tin bên lề của nữ ca sĩ Thu Minh. Là ca sĩ nổi tiếng thành công mang phong cách cá tính, sexy, quyến rũ, nhưng đường tình duyên của Thu Minh không hề thuận lợi. Khá kinh tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng dường như nữ ca sĩ đã trải qua 4 mối tình trước khi yên bề gia thất. Trong đó chỉ có mối tình đầu 8 năm cùng với nhạc sĩ Hoàng Sa là được công bố chính thức. Vì cặp đôi tiên đồng ngọc nữ gắn bó thời gian khá dài và đặc biệt Thu Minh lại quen người khác khi chưa dứt tình với Hoàng Sa, nên sau chia tay cô gặp đầy tai tiếng. Sau mối tình đầu, cô đã phải trải qua mối tình 4 năm với chàng trai đào hoa Phong Nhã. Có phải đây là phụ tình tình phụ? Nhưng rồi người phụ nữ nào cũng cần được yêu thương. Thu Minh lại tiếp tục hành trình đi tìm một nửa của mình với hai chàng trai khác, nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên thật sự cho đến khi gặp được đại gia chàng Tây gốc Hà Lan Otto. Hiện tại Thu Minh đã có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, có chồng hết mực yêu thương, có bé gấu đáng yêu, ngoan ngoãn. Trải qua những sóng gió tình trường, Thu Minh luôn mạnh mẽ và xứng đáng có được tình yêu đích thực. Ngoài những lùm xùm tình ái, Thu Minh còn là ca sĩ khá thoáng trong việc chọn lựa trang phục biểu diễn. Cô được liệt kê vào danh sách ca sĩ ăn mặc thoáng và có lần bị phạt vì ăn mặc phản cảm. Tuy nhiên, với cô đó là gu thời trang. Ngoài những scandal về trang phục, Thu Minh còn vướng phải tai tiếng vì công ty GH kiện công ty thuộc sở hữu chồng ca sĩ lừa đảo. Ngoài MV I Am Diva đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng, ca sĩ Thu Minh khiến showbiz dậy sóng khi đòi lại danh hiệu Diva. Vậy Diva là gì? Diva là danh hiệu danh giá du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, danh xưng cho ca sĩ có chất giọng trời phú, kỹ năng thanh nhạc đạt đến trình độ bậc thầy, có tầm ảnh hưởng và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Năm 2005, báo điện ảnh kịch trường Việt Nam chọn ba diva mới, đó là Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh và Đoan Trang. Tuy nhiên, Thu Minh năm ấy đã không đến nhận giải. Dư luận vô cùng ngạc nhiên khi ở thời vàng son của mình, ca sĩ Thu Minh đã từ chối danh hiệu danh giá, nhưng đến 14 năm sau thì đòi lại. Nhiều fan đã tỏ ra không đồng tình với Thu Minh. Về phía Thu Minh cũng có màn đáp trả cực kỳ gay gắt trên chính teaser của cô. Danh xưng diva ở Việt Nam vẫn chưa có một quy chế nào cụ thể. Theo báo giới trong và ngoài nước, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Phương Thanh, Trần Thu Hà là diva Việt Nam. Nhưng sau đó Thu Phương không ở Việt Nam nên chỉ còn lại 5 ca sĩ. Tuy nhiên danh sách này vẫn còn nhiều tranh cãi. Sự việc Thu Minh đòi lại danh hiệu lại làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Ai là diva Việt Nam? Ngoài chuyên môn, ca sĩ Thu Minh được đồng nghiệp, thế hệ đàn em và khán giả quý mến trân trọng bởi sự chuyên nghiệp, tận tâm với nghề, tính tình thẳng thắn rõ ràng. Hơn mấy chục năm trong nghề, Thu Minh vẫn cứng rắn mạnh mẽ đối diện với sóng to, phát ngôn sâu sắc, chân thành nhưng tế nhị và trở thành một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.